Anh nhìn em đó, rất ác mọi người, ác lắm. Mình đang mớm ngủ mình quay qua hỏi vậy nè, mà không làm gì luôn, không chớp mắt hay là không biểu hiện gì của mình hết. Cái này nè, ghê trời. Anh liệm lại đồ, thấy đồ. Ủa gì thôi à, không có được phòng bé vậy hả? Hả? Ơi, chết tiệt, đang làm cái quái gì vậy hả? Ủa, em chưa xong hả, Thiếu? Ủa, thay đồ luôn hả? Trời ơi, mình đi vườn, mình đi giải chiến, mình ấy, đừng có để người ta phải đợi chờ mình hay là lo lắng cho mình. Anh nhìn em đó, ác thật rồi. Rất ác. Rất ác mọi người. Ác lắm, mình đang mớm ngủ mình quay qua hỏi vậy nè. Á? Mà không làm gì luôn, không chớp mắt hay là không biểu hiện gì cho mình hết. Cái này nè, chuyện ghê quá trời. Anh liệm lại. Mà lúc đó đang khó chịu không anh? Ngủ không được phải không? Nó khó chịu ở chỗ là bắt đầu mình chuẩn bị thi thi ngủ khoảng 4 giờ mấy á. Thi thi bắt đầu mình nghỉ, mình nghỉ ngủ 12 tiếng á. Vừa đi là sạc là bà con đi chơi á. Đó, xong cái nửa tiếng sau mình cũng tí từ khu rồi nó kêu á. Không, vậy em cũng nghe em nháy nhẹ cái. Không, em nháy luôn, em định quay lại em đuối quá. Là không có không được thì tớ nghe, cái tụt lên tụt xuống vậy đó. Ừ, em lấy cái khăn á, anh có cái khăn mà, sao không làm khăn đi. Giờ rồi. Sao dù có thế lực nào dù võ cũng đừng bao giờ mà 3 giờ sáng lên cái thù nó ngon nghe chưa? Đẹp mà. Đẹp không? Đó là hình ảnh thôi, còn trong tâm trí mọi người là con bị bệnh đó, hiểu không? Ví dụ như mà cho cái nhà khác thì được. Cũng như là nhạc mà em quay cuồng này, sáng sớm có 3-4 giờ sáng mà em quay cuồng trong mơ hồ là làm sao mà đẹp mà chưa. Em không có biết là mình làm nàng tiên cá, mình xuống nước mình hát thôi. Em chỉ nghĩ là mình đứng trên bờ mình hát, xong rồi tự nhiên cái tới đây mọi người bảo là xuống làm nàng tiên cá, xong ở dưới nước lên bền xong hát. Lúc mà em ở ngoài biển á thì em nghĩ là chắc là mọi người sẽ ra đứng ở đây thôi chứ mọi người không có tới để mà đẩy em vô, nhưng mà có anh Lê Dương Bảo Lâm là người ra đẩy em vô.
là cho em với virus thứ hai. What the hell? 99 là lớn hơn em 1 tuổi. À, em chơi giùm cho chị ý là em thích Hiếu giùm cho chị em á, chị em cũng thích Hiếu thứ hai, xong rồi em nhờ em á chị, xong rồi em sẽ giữ cái trọng trách của mình, em sẽ chơi cùng với Hiếu thứ hai, để về kiểu dù gì chị em cũng nhờ em á, nên là cho chị chứ không phải cho em nha, hồi nãy thì em thấy da anh Ngô Kiến Huy là xinh nhất, da trắng hồng hào như gái vậy á, rất là xinh, xinh da của đẹp nhiên. Tiếp theo chắc là anh Kiều Minh Tuấn, xong rồi tới tới Chris hả ta, tới Chris là tới Hiếu Hải. Ơi, chết tiệt, đang làm cái quái gì vậy hả? Ơi, biết rồi, wow, bây giờ đợt dịch vừa rồi thì em ở nhà em nấu ăn rất là nhiều, thì thấy mọi người cũng khen ngon. Xong rồi đợt này kiểu em đi làm nhiều, xong em không còn nấu ăn nhiều nữa, thì em không biết là em có bị lục tay nghề không? Chắc là bánh mì trứng hả? Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Đổ trứng không cần phải làm gì hết chị. Nhanh gọn lẹ mà không thể nào chê được. Giờ Vi phải đi thay đồ để còn chơi game với mọi người đây. Bye bye. Ngon mê tất cả hết tên với bí thuật trăm năm. Tại vì hai người yêu nhau là kiểu ngắm nhìn cái khung cảnh thôi, không cần phải nói gì, tận hưởng cái sự im lặng. Đó mới là tình yêu. Thật sự, điều đó thật sự luôn. Em thích uống nước ngọt đúng không? Em không thích uống nước suối, anh biết mà. Ủa, cái này là gì anh? Hương vị tình yêu của anh. Ngọt ngào. Hương vị tình yêu của anh. Ngọt ngào. Wow. Nghe chưa? Trời ơi. Coi nồi đậu thái dưới nữa kìa. Trời ơi. Ăn đi đây nặng quá hả? Không không. Đây anh bỏ. Đây anh cầm cho, Em ăn cái này đúng không? Ăn nước đúng không? Không. Tôi chơi mình rất là hợp về ăn khẩu vị luôn. Tôi đang ăn còn nước, khó đi tận mặt. Quá tuyệt vời luôn mọi người đi. Tôi vì là cả bầu trời của em. Wow. Mặt trời kia giữa đâu. Dạ rồi ạ. À. Em không hạnh phúc thì chắc chị ở nhà sẽ hạnh phúc ạ. À.
Dạ, em sẽ không em nghĩ là chắc là mọi người lên coi thì mọi người sẽ rất là thích đó. Rồi, chuẩn bị nha. Mấy nè, ba, cái gì nước kiểu chạy hai, một, từng lo, hai ngày một đêm. Sao nó trắng từ sáng đến giờ ta? Thì các con ơi, cho ăn cái đi. Thôi mình lên mâm, mình lên. Làm món ở nhà.